Quý Châu xin kính chào quý vị. Hôm nay là Chủ nhật 2 tháng 10 năm 2016. Chương trình phát hình của VATV được mở đầu với bản tin Chương trình Nha Khoa do nha sĩ Trần Xuân Vinh thực hiện sẽ trình bày những vấn đề thực tế hàng ngày, 10 điều cần biết trong vấn đề phòng bệnh và săn sóc răng miệng. Và tiếp theo trong phần 2 của chương trình là chương trình Võ Bị. Để bắt đầu chương trình, Quý Châu xin kính mời quý vị theo dõi chương trình Nha Khoa do nha sĩ Trần Xuân Vinh thực hiện, những vấn đề thực tế hàng ngày, 10 điều cần biết trong vấn đề phòng bệnh và săn sóc răng miệng. Chào mừng quý vị đến với chương trình Tìm hiểu về nha khoa. Đề tài hôm nay là 10 điều cần biết để tham vấn với nha sĩ. Đầu tiên là khi quý vị cảm thấy ê buốt răng hay lợi khi ăn, hoặc khi lợi răng bị sưng, bị chảy máu khi đánh răng và floss răng, hoặc trường hợp khi răng đã được chữa trị, ví dụ như sau khi trám răng, tiếng Anh là filling, bịch răng giả, tiếng Anh là crown, hay làm răng giả, tiếng Anh là implant, quý vị cần được theo dõi thường xuyên hơn để bảo vệ các răng đã chữa và các răng còn lại. Hay quý vị cũng cần để ý, khi có các bệnh toàn thân như tiểu đường, bệnh về van tim, bệnh S, hoặc có các bệnh ung thư cần được chữa trị bằng phóng xạ, radiation, hoặc hóa chất trị liệu, chemotherapy, lúc đó, sức đề kháng của cơ thể chống vi trùng bị giảm, vì vậy, dễ bị nhiễm trùng răng miệng, và vi trùng có thể di chuyển đến nơi khác theo đường máu qua các nơi bị tổn thương ở răng, hoặc khi có thai, sau 3 tháng cần đi khám răng vì sự thay đổi cơ thể của người mẹ, tình trạng kém dinh dưỡng hay ói mửa khi mang thai cũng dễ đưa đến hư răng. Hoặc khi quý vị có dấu hiệu khó nhai, khi quý vị thấy khô miệng hay đắng miệng vào buổi sáng, khi quý vị hút thuốc lá lâu ngày có thể bị bệnh ở miệng, lưỡi, đặc biệt ung thư lưỡi, miệng và chứng hôi miệng. Khi quý vị thấy đau khi nhai hay bị đau ở quai hàm khi mở miệng, cắn, ngáp, đó là dấu hiệu bệnh ở khớp hàm mặt, còn gọi là TMJ, Temporomandibular Joint. Và cuối cùng, khi quý vị thấy có vết lở hay các nốt trong miệng, có 4 loại lở trong miệng cần được chú ý như canker sores, coal sores, leukoplakia, candidiasis. Đầu tiên, lở miệng, tiếng Anh còn gọi là canker sores. Đó là các vết lở xuất hiện bên trong miệng ở dạng một vết lở có bờ đỏ như một vết loét nhỏ. Nguyên nhân được nghĩ là do liên hệ đến hệ thống miễn dịch, một số khác do chấn thương. Các vết lở thường tự khỏi sau một vài tuần. Như vậy thì cần kiêng cữ các chất cay, nóng, chua, thuốc trụ sinh và thuốc sát trùng cũng sẽ giúp làm lành nhanh và ngừa được nhiễm trùng thêm trong miệng. Loại thứ hai là lở miệng do siêu vi, virus, tiếng Anh là coal sores, xuất hiện ở dạng một nhóm các mụt nhỏ, bọng nước, 2-6 cái, thường gặp nhiều trên môi, da, gần cánh mũi hay trong miệng. Bệnh thường xảy ra thường xuyên mỗi vài tháng. Đây là loại bệnh do siêu vi trùng, virus, có tên là herpes virus type 2. Bệnh bắt đầu với triệu chứng sốt nhẹ, mệt mỏi như bị cảm. Vết lở trên môi miệng có thể gây ra đau. Siêu vi trùng thường không chết hẳn, còn tồn tại trong cơ thể lâu dài và có thể gây tái phát, nhất là khi người bệnh bị mệt do làm việc quá sức, bị căng thẳng hay phơi nắng quá lâu. Tuy nhiên, bệnh có thể chữa bằng thuốc chống virus như Zovirax, Valtrex và Famir. Các thuốc hiện nay chỉ có đủ sức ngăn chặn nhưng không diệt hết các vi khuẩn. Loại thứ ba đó là những vết lở trắng trong miệng, tiếng Anh là leukoplakia. Đó là những vết lở có màng đóng trắng bên trong miệng,
hoặc ở hai bờ của lưỡi. Các vết lở này do sự phát triển bất thường gây ra bởi các nguyên nhân kích thích như răng giả, nhai chầu, nhai thuốc lá. Một số trường hợp leukoplakia liên hệ đến ung thư, vì vậy cần được khám và làm sinh thiết biopsy để chẩn đoán và điều trị kịp thời. Và cuối cùng, đó là bệnh đóng trắng, hay còn gọi là đẹn trong miệng, tiếng Anh là candidiasis. Nguyên nhân chính là do một loại nấm yeast có tên là Candida albicans gây ra. Loại nấm này có ở nhiều nơi trong cơ thể và chỉ phát triển trong điều kiện hệ thống miễn nhiễm của cơ thể không đủ sức để chống trả với bệnh, hoặc người bệnh đang chữa trị bằng hóa chất trị liệu hay sử dụng quá nhiều loại trụ sinh làm tiêu diệt các vi trùng tốt bảo vệ miệng. Dấu hiệu chính là các mảnh bám trắng như sữa hay phô mát trên lưỡi hay hai bên má. Cách chữa là dùng thuốc diệt nấm Candida bằng thuốc uống và thuốc súc miệng. Kính thưa quý vị, hy vọng phần trình bày trên giúp quý vị hiểu thêm một số bệnh rất thông thường trong đời sống và một số kiến thức sẽ giúp quý vị để ý hơn trong vấn đề săn sóc bệnh răng miệng cho quý vị cũng như cho gia đình. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Tìm hiểu về nha khoa và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau. Cơn bão đầu tiên đổ bộ vào Florida sau hơn một thập kỷ, Hermine, cập bờ vào sáng sớm thứ Sáu, gần St. Mark, 20 dặm hoặc 30 km về phía nam của thủ đô Tallahassee, với sức gió là 80 dặm một giờ, gây ngập lụt cho nhiều khu vực thấp và mất điện trên một diện tích rộng. Theo WUFT.org, một bản tin từ văn phòng của thống đốc Rick Scott, thì 4 quận tại Florida vẫn không có điện. Đó là quận Leon 11% hoặc 16.161 ngôi nhà, quận Wakulla 18% hay 1.540 ngôi nhà, quận Taylor 2% hoặc 133 ngôi nhà và quận Gadsden 2% hay 363 ngôi nhà. Ngoài ra, còn có hơn 22 cơ sở chính quyền vẫn chưa có điện. Cũng theo bản tin này, thực phẩm và nước đóng chai cũng đã được vận chuyển theo nhu cầu đến cho 29 quận. Thống đốc Scott cũng đã trì hoãn chuyến bay đến Washington DC mà sẽ vẫn ở lại Florida tuần này để theo dõi và tiếp tục công việc dọn dẹp sau cơn bão. Chỉ trong một đêm, đội cứu hộ tại quận Pasco đã cứu được hơn 10 người sau khi nhà của họ bị ngập lụt. Tại Cedar Key, một cộng đồng đảo ở phía tây bắc Florida, mực nước tăng hơn 9.5 feet, tức 2.9 mét, một kỷ lục tăng cao chưa từng có tại đây. Dịch vụ thời tiết quốc gia cho biết, không những vậy, nhiều vũng nước động do cơn bão để lại làm cho giống muỗi sinh sản mạnh và nhiều, nâng cao mối quan tâm lo ngại về sự lây lan của virus Zika. Đây là một việc vô cùng quan trọng mà tất cả mọi người nên ý thức và tự mình gánh trách nhiệm bằng cách đổ bỏ mọi vật có chứa nước hoặc làm khô những vũng nước động xung quanh nhà, cho dù là rất ít hoặc rất nhỏ. Ông Rick Scott đã nói trong một cuộc họp báo. Ông cũng đã cảnh báo người dân để ý đến những sợi dây điện bị đứt trên đường và tránh lái xe qua những đoạn đường ngập lụt nước. Đến đây, chương trình xin tạm dừng trong giây lát và kính mời quý vị tiếp tục theo dõi sau phần thông báo và quảng cáo. Thưa quý vị, một vinh dự mà Luraco xin được chia sẻ là thời gian sắp tới, ghế massage i7 sẽ có mặt trong hầu hết các căn cứ quân sự của Hoa Kỳ. I feel amazing. I feel rejuvenated. It just really helped out a lot. The heat and the stretching. The foot massage, the rollers were really nice as well. It relieved a lot of stress and anxiety. I fell asleep for about 5 minutes. It was awesome. Foot rollers was amazing. And then I really also liked the heat. Very relaxing.
It's nice for a long, stressful day. It doesn't surprise me at all that it's the world's number one medical massage chair. My favorite part was the leg stretching and the feet massage. It helps a lot. I like the lower body stretching and the foot rolling. The technology really helps out a lot. It was amazing. I really enjoyed the feet. I mean, it really got every part of your body, I felt like. There's actually no surprise to me that iRobotic 7 is the world's number one medical massage chair. Hãy gọi cho Luraco ngay hôm nay để sở hữu một chiếc ghế massage tốt nhất cho gia đình quý vị. 1984, Eden đã trở thành một trung tâm thương mại của người Việt lớn nhất tại miền Đông Hoa Kỳ với những con đường mang tên của các chiến sĩ anh dũng hy sinh cho miền Nam tự do. Với 120 cửa hàng, Eden tọa lạc tại Wilson Boulevard, Fort Church, Virginia. Eden được kiến trúc giống chợ Bến Thành để gợi lại cho chúng ta niềm nhớ Sài Gòn trước năm 1975. Eden phản ảnh được trung tâm thương mại và văn hóa Việt Nam. Muốn biết thêm chi tiết xin vào trang nhà www.edencenter.com. Hủ tiếu mì La Cây Chợ Lớn đã nổi tiếng từ thập niên 60, nay xin phục vụ quý khách vùng thủ đô Hoa Thịnh Đốn tại trung tâm thương mại Eden Center. Hủ tiếu mì La Cây Chợ Lớn tọa lạc tại số 6793 Wilson Boulevard, Fort Church, Virginia 22044, điện thoại liên lạc 703-531-1420, 703-531-1420. Nhà hàng Nha Trang nổi tiếng nem nướng Ninh Hòa, bánh canh cá, lẩu đồ biển, mì quảng, cơm tay cầm, bánh ướt thịt nướng, gỏi cuốn, bò lúc lắc, nước mía tươi, có lai xanh bia và nhiều món ngon đặc sản miền Nam. Mở cửa mỗi ngày từ thứ Hai tới thứ Sáu, từ 10h30 sáng đến 9 giờ tối, và thứ Bảy và Chủ nhật từ 10 giờ sáng tới 9 giờ tối, có nhận credit card, tọa lạc tại Eden Center, địa chỉ 6757 Wilson Boulevard, Fort George, Virginia 22044, điện thoại liên lạc 703-534-1657. Kim Phụng Bakery có nhiều loại bánh và thức ăn to go, có cả chả nướng, chè đủ loại, nhận đặt bánh sinh nhật, bánh cưới, bánh mừng ra trường và họp mặt gia đình. Nhân dịp mùa trung thu, Kim Phụng Bakery có bánh trung thu sản xuất tại chỗ, nguyên liệu tinh khiết, bánh mới thơm ngon đủ loại, có cả nhân vi cá, thập cẩm, hạt sen và khoai môn. Kim Phụng Bakery tọa lạc tại Eden Center, mở cửa từ 9 giờ sáng cho tới 8 giờ tối mỗi ngày, điện thoại số 703-534-4525.